Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhật Anh đây. Chắc trong thời gian qua, rất nhiều bạn đăng ký theo dõi kênh của mình cũng đều đã được xem những video mình chia sẻ. Phần nhiều sẽ là nói về những bàn tay có số giàu có, giàu sang, may mắn. Nhưng hình như chưa có một cái video nào chia sẻ cụ thể nhất về những bàn chỉ tay xấu số, thất bại, làm mãi không thấy dư, làm mãi mà vẫn thấy nợ, và cuộc đời nghèo khổ, đoạn thọ. Ngay video ngày hôm nay đây, mình sẽ xin chia sẻ cho mọi người một mẫu bàn tay có đầy đủ những cái yếu tố như vậy. Mong mọi người hãy cố gắng lắng nghe. Sau đây mình sẽ đi vào phân tích. Đây là mẫu bàn tay của một người nam sinh năm 1990, 31 tuổi, mệnh là mệnh thổ. Thứ nhất, xem bàn tay ta phải căn cứ nhìn tổng quan bàn tay đã. Mọi người có thể thấy đây là mẫu bàn tay có tay rất là mỏng, không được dày. Tiếp theo là cái màu da tay rất là khô. Đây là hai cái dấu hiệu thể hiện người có tính cách thô lỗ, nóng nảy, cục cằn, và cũng là người phước mỏng, không có lớn. Cuộc đời sẽ kéo theo là chuỗi ngày dài khổ ải này đến khổ ải kia, khó mà có thể thành công giàu có được. Tiếp theo, ta sẽ đi phân tích vào từng đường chỉ. Thứ nhất, đó là đường chỉ sinh đạo. Đây, mình sẽ khoanh tròn nó đây. Đây là đường chỉ sinh đạo của người này, cái mà mình đã khoanh tròn nó. Đường chỉ sinh đạo này của người này được đánh giá là rất mỏng manh, chỗ thì đậm, chỗ thì mờ, và có rất nhiều vết cắt lúc khởi đầu. Đây, vết cắt đây. Một vết cắt, 2, 3, 4, 5. Đây là những dấu hiệu nói lên người này thuở thơ ấu gặp nhiều bất hạnh, đớn đau. Cuộc sống thời thơ ấu không có mấy là đầy đủ, sung túc. Sẽ sống trong một gia đình nghèo khó về vật chất, và chuyện gia đạo cũng không có mấy được vui cả. Nói chung đây là một mẫu bàn tay thuở nhỏ gặp nhiều bất hạnh. Cái mốc thời gian ta có thể tính là nó khoảng từ năm 1 tuổi cho tới năm 32 tuổi. Ít nhất là trong khoảng thời gian đó, theo bàn tay tính tuổi. Và có một điểm bất thường ở trên cái đường chỉ sinh đạo này nữa. Ở phần cuối nó bị ngắt làm đôi luôn. Này, mọi người có thể theo dõi. Đây, nó đang chạy từ đầu đường, nó chạy tới đây, rồi nó bị ngắt làm đôi luôn. Nó chẽ ra làm đôi luôn. Đây là một cái dấu hiệu nó báo lên là về phần cuối đời của người này sẽ có lần bị chết hụt, bị một cái tai nạn vô cùng là thảm khốc. Ngay từ bây giờ căn cứ thì ta có thể biết được nó chiếu khoảng năm từ năm 49 tuổi đến năm 55 tuổi. 49 đến 55 tuổi. Nhưng có vượt qua được hay không còn nhờ đó là sao? Phước đức tu tập của người này, cách đối nhân xử tế của người này nữa, tương lai ra sao nữa. Nếu ngay bây giờ vào lúc 30 tuổi, 31 tuổi, số phận đã đưa đẩy người này sẽ có lần chết hụt. Nhưng nếu trong khoảng thời gian tới người này biết làm những việc thiện, những việc tốt cho xã hội, những cái việc mà có công đức, âm đức lớn, thì cái dấu vết này nó sẽ được xóa nhòa đi, và nó sẽ thay vào một, đó là vết nối. Nhưng mà nếu người này ăn ở không biết trên dưới, ăn ở gian ác, thì cái đường chỉ tay này nó sẽ bị mở rộng ra và nó đứt quãng luôn, rất là xấu. Mọi người nên nhớ, cái đường chỉ tay nó như là một cái gương chiếu về cuộc đời của mình đó. Nếu mà mình làm việc tốt thì đường chỉ tay nó sẽ tốt theo. Nếu mà mình làm việc gian ác, việc xấu thì tay nó cũng sẽ xấu theo. Bởi vì rất nhiều người trước kia
Cách đây 3-4 năm trước, đặt lịch coi chỉ tay bên mình. Mình xem mẫu bàn tay cực kỳ tốt, may mắn, thuận lợi, hanh thông. Nhưng 3 năm sau quay trở lại, xem chỉ tay bên mình, thì mình lại thấy đường chỉ tay rất xấu và có nhiều cái đường hướng xuống rất xấu. Chẳng qua là vì sao? Tâm của họ luôn luôn muốn hưởng thụ và đã sống gian ác trong khoảng thời gian đó. Rất nhiều bạn hỏi là chỉ tay có thay đổi hay không? Mình trả lời là có, 6 tháng một lần. Và thay đổi những cái đường chỉ nhỏ đấy, tùy theo cái họa phước của mình, tùy theo cái cách sống của mình. Bàn tay, những đường chỉ tay, nó chính là cái bản đồ, nó chính là cái gương, nói lên là cái tấm lòng của mình, cuộc đời của mình, tính cách của mình ra sao và họa phước của mình ra sao. Tiếp theo, một phần không thể thiếu, ta sẽ đi vào phân tích đường chỉ trí đạo. Đường chỉ trí đạo của người này, nó sẽ khởi nguồn từ đây mà nó chạy vắt ngang tới gò thái âm. Và trên đường chỉ trí đạo này lại có một cái điểm xấu, đó là sao? Có nhiều vết cắt ngang qua. Đây, một vết này, hai vết, ba vết, bốn vết, năm vết. Đường chỉ trí đạo mà có vết cắt thì nó sẽ thể hiện là người tính cách nóng tính, cũng hơi cộc cằn và hơi thô lỗ. Mình đã xem cho rất nhiều mẫu bàn tay rồi, người nam hay kể cả người nữ, ai mà trên đường chỉ đạo có nhiều vết cắt, càng nhiều vết cắt thì nó thể hiện là cái độ nóng tính của họ nên một cách cao trào. Nó sẽ tỷ lệ thuận với đường chỉ cắt ngang. Nếu chỉ có 1-2 đường chỉ cắt ngang thôi thì nóng tính cũng vừa phải thôi. Nhưng nếu mà từ 3-4 đường mà đến 5-7 đường thì cực kỳ nóng tính. Nhiều khi nóng tính quá mà hỏng hết việc, không thể trao cho người này làm được những việc đại sự, việc lớn được. Hư hết, hỏng hết. Không tin thì mọi người có thể là tự kiểm chứng xem lời mình nói có đúng hay không. Xem trong gia đình mình, người thân mình, bạn bè của mình, ai là người nóng tính nhất, xòe bàn tay họ ra xem cái đường trí đạo nó có nhiều cái vết cắt này hay không, là có thể kiểm chứng được lời mình nói có chuẩn hay không, chính xác hay không nhé. Và ta sẽ đi tới phân tích đường chỉ tâm đạo. Đường chỉ tâm đạo của người này là tập hợp của rất nhiều đường chỉ nhỏ. Rất nhiều đường chỉ nhỏ lồng chéo lên nhau. Vậy cái hình dáng của đường chỉ tâm đạo này nó nói lên điều gì? Nó sẽ báo hiệu là người hay rối trí, hay cực trí. Và nó cũng báo hiệu là trong chuyện gia đình, gia đạo, chuyện ba mẹ của họ cũng không có mấy là đầm ấm, không có mấy là hạnh phúc. Vì thế tâm họ luôn luôn bị rối, bị chao đảo, suy nghĩ nhiều về chuyện gia đình. Và đây cũng là một cái điểm báo nói nên là cuộc hôn nhân của chính người nam sinh năm 1990 này sau này cũng gặp rất nhiều bất trắc, gặp rất nhiều khó khăn, cản trở. Vừa có nói qua về đường chỉ tâm đạo, ta bàn ấy hôn nhân, tình yêu, thì ta sẽ phân tích luôn, ta xét luôn đó là đường chỉ hôn nhân. Đường chỉ hôn nhân của người này nó nằm ở dưới ngón út. Đây, cái mình khoanh tròn đây. Hình thái của nó là rất là mờ, đường chỉ vô cùng mờ. Và về cuối đường nó bị trẻ làm đôi, mọi người có thể nhìn rõ. Mình sẽ vẽ cho mọi người xem. Nó rất mờ lại bị trẻ làm đôi. Đây là một dấu hiệu vô cùng xấu, cực kỳ xấu. Nó nói là đường tình cảm của người này gặp rất nhiều chông gai, gặp rất nhiều trắc trở. Nếu mà có kết hôn được đi chăng nữa thì cuộc sống hôn nhân không có mấy là đầm ấm, không có mấy là hạnh phúc. Gặp rất nhiều bế tắc trong chuyện hôn nhân. Vợ chồng sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn, xung khắc, tranh cãi. Và mình đã xem cho rất nhiều mẫu bàn tay rồi. Ai mà có đường chỉ hôn nhân nó trẻ thành hình đuôi cá về hướng về lòng bàn tay, vợ chồng chung sống thực sự là như kiểu là địa ngục luôn. Và nếu mà tính theo những cái bàn tay mình đã xem đấy, 10 người mà có cái đường chỉ hôn nhân nó trẻ làm đôi này thì rơi vào tầm khoảng 6-7 cặp là phải chia tay, không sống được với nhau đến trọn đời, đầu bạc răng long. Còn 3-4 cặp cuối cùng là cuộc sống có sống với nhau thì cũng như tù đày, không có mấy hạnh phúc, không có mấy là đầm ấm.
đây là một kiến thức mới để cho mọi người có thể biết là cuộc sống hôn nhân của mình có hạnh phúc hay không, có đầm ấm hay không. Đây, căn cứ vào đường chỉ hôn nhân này ở dưới ngón tay út. Còn bạn nào muốn xem kỹ hơn đấy, thắc mắc gì đấy thì có thể nhắn tin trực tiếp cho mình nhé, đặt lịch coi riêng, mình sẽ tư vấn chi tiết nhất cho mọi người. Và cũng không thể bỏ lỡ một đường chỉ, đó là đường chỉ số phận. Vậy đây cũng được gọi là đường chỉ định mạng, bởi vì nó thể hiện là sao? Nó thể hiện cái số phận, cái định mạng ông trời đặt ra cho người ta là như thế nào, cũng nói về một phần tính cách ra sao và cuộc đời sẽ được chèo lái đi theo chiều hướng nào. Nó cũng chính như là một cái la bàn để hướng người ta đến việc thiện hay việc xấu, và sự giúp đỡ của họ sẽ đến từ đâu. Rồi, ta sẽ đi phân tích sâu về đường chỉ số phận này, mọi người hãy lắng nghe. Đường chỉ số phận này xuất phát từ gò thái âm tức là cạnh bàn tay. Đây, nó chạy lên. Nó chạy lên đường chỉ trí đạo rồi gần như là dừng hẳn, còn cái một cái đường mờ nó chạy lên thì mình không tính luôn. Người mà có đường chỉ số phận chạy từ gò thái âm dừng đến đường chỉ trí đạo rồi chấm dứt, nó thể hiện là người nay đổi này, mai đổi khác, làm bất cứ chuyện gì cũng không có tính nhất định, thích đứng núi này trông núi nọ, làm cái gì hơi khó một chút là hay bỏ giờ giữa chừng, và không có lòng kiên trì, không có lòng vững chí. Chính vì vậy cuộc đời sẽ là chuỗi ngày gian khó, vất vả, cực nhọc. Bởi vì mọi người biết rồi đấy, nếu mà mình không kiên trì trong mọi chuyện, không bền gan vững chí thì chỉ có thất bại thôi. Làm cái gì tới hơi khó là hay bỏ giờ, đó là cái điều mà giết chết chính bản thân người sở hữu đường chỉ này. Và ta sẽ nhìn đến đó là đường chỉ du lịch. Đây, ở trên gò thái âm của người này có nhiều cái đường chỉ du lịch hiện ra. Một đường này, hai đường này, ba đường, bốn đường. Và đây, một đường dài đây. Đường chỉ du lịch, nó nói là người này sẽ có những cuộc phiêu lưu, đi xa xứ, đi xa làm ăn. Mình đã cũng xem ở rất nhiều bàn tay, nhiều người có đường chỉ du lịch rất rõ, đẹp, rõ ràng, thì họ có số đi xuất ngoại cơ, có số định cư nước ngoài cơ. Còn người này, mình căn cứ vào đây, có mấy cái đường nhỏ và một đường lớn, thì đoán chắc rằng người này không ở xứ quê hương lập nghiệp, mà phải đi xa xứ, đi xa quê hương để mà lập nghiệp. Và số này sẽ phải bôn ba rất nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không chỉ cố định một nơi. Đây, đường chỉ du lịch của họ sẽ nói là như vậy. Đấy, mọi người có thể tự xòe cái lòng bàn tay mình ra, xem ở gò thái âm có nhiều cái đường chỉ nó chạy ra hay không, là có thể biết được là số mình đi xa hay là không đi xa. Nếu người nào mà gò thái âm mà không có những cái đường chỉ vắt ngang qua nhỏ nhỏ lớn lớn thì số này sẽ không có đi xa đâu, mà chắc chỉ làm quanh quẩn ngay nhà thôi. Hoặc nếu có đi chăng nữa thì cũng một thời gian vô cùng ngắn rồi lại trở về quê hương mà thôi, không có số đi xa làm ăn đâu. Vì thế rất nhiều người tìm đến với mình, đặt lịch coi, xem tay, xem tử vi. Họ hỏi là thầy ơi, số tôi có thể đi xa làm ăn được không? Có thành công được hay không? Mình cũng căn cứ vào những cái đường chỉ này để mình phán đoán, chia sẻ cho người ta, để cho người ta biết được phương châm cuộc sống như thế nào và chọn cái con đường đúng đắn nhất. Nếu mà không có đường chỉ du lịch, không có đường chỉ xuất ngoại mà bảo họ đi thì chả khác nào là dẫn lối họ vào một cái con đường nó không đúng đắn. Bởi vì không có số đi, đi chỉ có trở về mà thôi. Đây cũng là một cái ví dụ cụ thể nhất để mọi người có thể tự xem chính cái bàn tay của bản thân mình. Hôm nay là mình chia sẻ hết, mình sẽ không giấu nghề. Đang nói về gò thái âm thì ta sẽ phân tích luôn về gò thái âm. Trên gò thái âm của người này có một cái điểm bất thường, đó là sao? Có nhiều vết cắt chéo và dấu X. Mình sẽ vẽ cho mọi người xem, mình khoanh tròn nó đây. Đây là một dấu X, hai dấu, ba dấu, rất nhiều vết cắt chéo. Trên gò thái âm là thuộc thủy, thủy chính là nước. Thái âm mà có nhiều vết cắt,
nhiều vết dấu X chồng chéo lên nhau, không rõ ràng, không lành mạch. Đây là người có số dễ bị tai nạn về sông nước, đuối nước. Vì thế ai có những cái đường chỉ này trên Gò Thái Âm, hãy vui lòng tránh sông nước ra, cũng như nước sôi lửa bỏng cũng vậy, nên tránh sông nước là tốt nhất, kẻo có ngày bị đuối nước. Mình đã xem cho vô vàn bàn tay rồi, ai có cái đường chỉ dấu X mà trên Gò Thái Âm thì chắc chắn sẽ bị hạn về sông nước. Nặng nhẹ hay không thì nó còn tùy theo cái nét này nó đậm hay là nhạt, đường chỉ này nó đậm hay là nhạt, hay là nó chồng chéo lên nhau. Còn riêng với cái mẫu bàn tay này, mình thấy người này sẽ rất nhiều lần bị hạn về sông nước. Vì thế các bậc làm cha làm mẹ xem được video này, nếu nhìn thấy trong lòng bàn tay của con có hình như thế này thì hãy vui lòng cho các cháu tránh những nơi sông suối, nước sâu, và cũng hạn chế cho cháu đi bơi. Nếu có đi bơi thì phải có người lớn đi theo giám sát, kiểm tra nhé. Và phần tới ta sẽ nhìn trên lòng bàn tay của người này lại có một điểm xấu nữa, đó là rất nhiều kẽ hở. Khi bạn này khép cái bàn tay lại, khép các ngón tay lại thì có rất nhiều kẽ hở nó tạo ra. Đây là cái điều báo lên là người này sẽ không giữ được tiền, kinh tế tài chính dễ bị lung lay. Dù có giỏi kiếm tiền đi cỡ mấy chăng nữa, nhưng mà làm được bao nhiêu trôi hết bấy nhiêu, không giữ được. Cái ví dụ này mình đã chia sẻ ở rất nhiều video cũ rồi, mọi người có thể lục lại những video, mấy trăm video cũ của mình để mà theo dõi, để mà tự đánh giá xem có đúng hay không. Hay mọi người có thể tự xòe cái lòng bàn tay mình ra, rồi khép chặt các ngón tay lại. Nếu mà có nhiều kẽ hở, mình tin chắc là chả giữ được tiền đâu. Cái vấn đề này mình có thể giúp đỡ được cho mọi người giữ được tiền, sẽ bày cách cho. Mọi người hãy đặt lịch coi riêng nhé, mình sẽ chia sẻ riêng về vấn đề này. Và một điều cốt yếu nữa, kẽ hở bàn tay mà kết hợp với chỉ sinh đạo, trí đạo rất cách xa nhau. Đây là dấu hiệu của người tính cách cả nể với anh em bạn bè, coi trọng anh em bạn bè ngoài xã hội hơn cả người nhà. Vì thế cuộc đời sẽ hay bị chịu nhiều đắng cay, lừa gạt, bởi vì tính cách rất là thoáng, rộng rãi. Nhưng mà thoáng, rộng rãi với người ngoài thôi, với người nhà thì không. Sinh đạo, trí đạo cách xa nhau là người thoáng tính. Và đây là mẫu bàn tay có số ăn chơi, vì thế có làm được của kho đi chăng nữa cũng mất hết thôi, chả giữ được. Thực sự là buồn cho cái bàn tay người này. Và lại có một cái điểm xấu nữa, đó là cái ngón tay giữa của người này rất bất bình thường. Mọi người có thể quan sát nó đây, ngón tay giữa đây, mình khoanh tròn đây. Mọi người thấy gì ở ngón này? Đó là ngón này nó bị lệch qua một bên, lệch qua hướng ngón út. Ngón tay giữa nó chủ về bản thân, chủ về bản tính của mình. Ngón giữa mà lệch lạc, không có ngay thẳng, nó cũng thể hiện là người tính cách không có ngay thẳng, dễ lươn lẹo. Và cuộc đời sẽ rơi từ những bế tắc này đến bế tắc kia, sẽ rất là vất vả đấy. Những thầy xem tướng tài ba giỏi giang, những thầy có kinh nghiệm thì sẽ nhìn và căn cứ ngón tay giữa để đoán biết về số phận của thân chủ. Các đường chỉ tay khác nó hơi xấu cũng được, nhưng ít ra thì cũng phải được cái ngón tay giữa nó đầy đặn, thẳng tắp, thẳng hàng, thì nó sẽ nói lên là dù có khó khăn vất vả gì người ta cũng vượt qua được, được đầu được, và sẽ không bị rơi vào con đường cám dỗ. Còn đây, bàn tay 1990 này đây, có ngón giữa thì bị cong queo, rất là gầy, hình thái không có bất nhất. Thì đây là dấu hiệu cuộc đời sẽ đi xuống một cách thậm tệ, và cuộc đời sẽ gặp rất nhiều gian khổ, và sẽ là một người có tính hơi lươn lẹo. Và ta sẽ đi phân tích, đó là đường chỉ cổ tay. Chắc mọi người đã nghe ở rất nhiều video cũ của mình rồi. Mình nói đường cườm cổ tay, còn gọi là bửu pháp vòng. Người Tàu đấy, người Trung Hoa đấy,
cách của họ xem tướng họ hay căn cứ vào cái vòng cổ tay này lắm. Thôi mình chia sẻ luôn nhé. Mọi người thử nhìn vào cái vòng cổ tay của người này thấy như thế nào? Rõ ràng người này có 3 vòng cổ tay đúng không? Đúng, rõ ràng là có 3 vòng. Nhưng mọi người thử căn cứ xem nào. Đây, cái mình chỉ, đây là vòng thứ nhất đây. Cái vòng này thì sao? Nó rất là mờ và nó bị đứt đoạn nhiều. Nó là tập hợp của rất nhiều đường đứt đoạn, rất là mờ. Đây không tính là đường cổ tay, bởi vì nó rất xấu. Và cái thứ hai đây, nó cũng là như vậy. Nó cũng là rất mờ. Lối được một đoạn thì nó lại cắt, rồi lại chồng chéo lên nhau, rất là mỏng manh. Còn có mỗi cái đường cường cổ tay đầu tiên thì được tính thôi. Đây, nó là cái đường này. Đường cường cổ tay đầu tiên này thì khá là rõ ràng và đậm. Vậy căn cứ vào cái cổ tay người này thì mình chỉ đoán là người này chỉ có một đường chỉ cườm cổ tay rõ ràng. Mình đã chia sẻ rất nhiều video cũ rồi. Người nào chỉ có một đường chỉ cổ tay rõ ràng thì tuổi thọ sẽ không được cao, và cuộc đời sẽ rơi từ bất hạnh này đến bất hạnh kia. Gia đạo thì lục đục, sinh ra trong gia đình không có một mái ấm đầy đủ, và cuộc đời sau này sẽ rất là chênh vênh, và sau này cuộc sống hôn nhân cũng rất là đau khổ, không có mấy hạnh phúc. Thực sự là xin chia buồn cho một cái mẫu bàn tay này. Và trên bàn tay này cũng có đường tiền hướng lên. Đường tiền ở đâu? Đây, đường tiền ở đây. Dưới ngón đeo nhẫn cưới này có một cái đường chỉ nó chạy lên này. Đây, nó đây. Đây được gọi là đường tiền. Người nào sở hữu đường này thì sẽ có khoảng thời gian là tiền vào và có cơ hội có thể làm giàu. Nhưng mà tại sao người này chả giữ được tiền, kẽ hở bàn tay quá nhiều đi. Và cái đường tiền này nó bị hãm. Nó bị hãm bởi tập hợp nhiều cái đường chỉ cắt ngang qua. Mình chỉ đây mọi người có thể nhìn theo dõi này. Đây, một đường cắt ngang này, hai cắt ngang này, ba cắt ngang, bốn cắt ngang. Vậy chứng tỏ là đường tiền của người này đã bị hãm rồi. Đã bị hãm, đã bị cắt ngang thì làm sao mà giữ được tiền? Có làm được của kho, cha mẹ có để lại bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng tan tành mây khói hết thôi. Thôi, mình cũng xin dừng video tại đây đây. Bạn nào thấy video này thật hay, hữu ích thì hãy nhấn cho mình một nút đăng ký ở dưới để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video nữa thật hay, hữu ích đến cho mọi người. Còn bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn đã theo dõi video.